giỏi chống tiêu cực đi đường nào chị ơi? Ăn lên đường này xong có cái bên đường bê tông to như thế này thì quật vào trong, bên trong đấy hỏi nhau ấy. Vào có kia đi, cuối cùng qua đấy có cái đường xây trên nào đúng không? Dường như làng trên xóm dưới đều biết rõ nhà ông giỏi chống tiêu cực ở đâu. Bởi có việc gì thắc mắc hay bức xúc, họ lại đến cậy ông giúp đỡ. Ông giúp cho mọi người, cũng không phải riêng mà cá nhân của chúng tôi. Ông tìm ra công lý thì chúng tôi mới tin tưởng thôi, nhưng còn nếu còn nữa không tìm ra công lý thì ai tin tưởng làm gì. Ông cứ đi làm rồi người ta đâm cho người ta thù, người ta oán, cũng tức, nhiều lúc mấy ông cũng không được. Giả sử như bố là gâm thôi, việc của người ta mặc người ta, thế nhưng mà ông bảo không mặc được. Cái việc của ta, cái nghề của ta sinh như thế không mặc được. Toàn giấy tờ đấy, ở đâu cũng toàn giấy tờ ông nhét của ông vào một cái ba ly ở trên này. Riêng cái này là toàn những cái đã gọi là như là cái bả bối của mình rồi đấy. Thứ tài sản quý giá nhất trong nhà có lẽ là các đơn thư tố cáo cùng những bằng chứng thu thập được. Từ chuyện trạm thủy lợi bị cán bộ ăn chặn tiền xây dựng, rồi đến chế độ thương bệnh binh bị làm giả, ông đều quyết tâm cho ra ánh sáng. Cái đầu tiên, đấy là tôi chứng minh là việc của họ là dối trá, là sai. Thì tôi quyết tâm tôi vạch trần những cái bộ mặt này. Để làm được như vậy, ông không chỉ kiên trì thu thập chứng cứ, mà điều quan trọng là vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền chạy tội. Giờ tôi vẫn giữ nguyên là có 6 tờ mệnh giá 500. Đấy, vẫn giữ nguyên đây. Họ càng làm như cái này thì càng làm tôi là quyết tâm hơn. Và không thể tha thứ cho họ bất cứ cái gì. Bị xem là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bởi ông không nhận một đồng trả công, không mong được khen thưởng. Sau công việc đồng áng, hai vợ chồng sắn tay vào làm mộc nhằm tích cóp tiền để lại lên đường. Với chiếc xe đạp cà tàng, cuộc hành trình tìm kiếm công lý hơn 30 năm vẫn cứ thế tiếp tục. Nó chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự chững lại.